Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thảm họa từ bão Yagi, 14 người thiệt mạng, 167 người bị thương. Theo thông tin mới nhất từ Cục Cứu nạn và Cứu hộ thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, tính đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 9, bão Yagi hay còn gọi là bão số 3 đã gây ra thảm họa nghiêm trọng khiến 14 người thiệt mạng và 167 người bị thương. Các video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn trên các con phố Hà Nội sau khi bão đi qua cho thấy sự tàn phá khủng khiếp với gió giật lên đến cấp 12. Cảnh báo nguy cơ lũ và lũ quét. Tại phiên họp đánh giá tình hình sau bão do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào sáng 8 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ ở các sông nhỏ thuộc Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hòa Bình. Theo dự báo, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, hoàn lưu sau bão sẽ gây ra mưa lớn trên các khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc. Lượng mưa có thể đạt từ 100 đến 150 mm, với một số nơi có thể vượt quá 200 mm. Nguy cơ lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất ở các địa phương trên là rất cao. Cần đặc biệt chú ý các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi lũ có thể đạt mức báo động 2 đến báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ngập lụt tại các đô thị và thành phố, đặc biệt là tại các tỉnh thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hà Nội. Nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cao ở các tỉnh Quảng Ninh, 12 huyện, thị xã, Lạng Sơn, 11 huyện, Bắc Cạn, 6 huyện, Thái Nguyên, 9 huyện, Bắc Giang, 8 huyện, Vĩnh Phúc, 5 huyện, Hòa Bình, 11 huyện, Phú Thọ, 9 huyện, Tuyên Quang, 6 huyện, Yên Bái, 9 huyện, Sơn La, 8 huyện, Lai Châu, 3 huyện, Lào Cai, 4 huyện và Thanh Hóa, 10 huyện. Hà Nội nâng mức báo động lũ sau khi bão Yagi quét qua. Sáng 8 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đồng thời là Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thông báo từ 9:30 sáng, Hà Nội đã nâng mức báo động lũ trên sông Bùi lên mức báo động 2. Mực nước trên sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt vào sáng nay đã đạt 6,51m, cao hơn mức báo động 2, 6,50m. Hà Nội đã yêu cầu các huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức nghiêm túc thực hiện các biện pháp ứng phó theo quy định khi có lệnh báo động 2. Với mức báo động này, nguy cơ ngập lụt tại các huyện ngoại thành như Chương Mỹ, Mỹ Đức và Quốc Oai là rất cao. Từ 19 giờ ngày 7 tháng 9 đến 7 giờ sáng ngày 8 tháng 9, lượng mưa tại Hà Nội dao động từ 48,5 đến 166,3mm, trong đó cao nhất là 166,3mm ghi nhận tại trạm khí tượng Ba Vì. Mực nước trên sông Tích tại Kim Quan vào sáng ngày 8 tháng 9 đạt 7,65m, vượt mức báo động 2 0,05m. Các hồ chứa nước chính ở Hà Nội hiện đang ở mức cao, nhiều hồ đã vượt ngưỡng tràn. Thủ tướng và các phó thủ tướng sẽ tới địa phương chỉ đạo khắc phục bão. Kết luận hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, bão số 3, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngay sau hội nghị, ông và các phó thủ tướng sẽ tiếp tục về các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, ứng phó thiên tai sau bão. Đánh giá bão số 3, Thủ tướng nói, đây là cơn bão có cường độ mạnh, tăng nhanh và mạnh nhất trong 30 năm qua, tăng cấp không theo quy luật, thời gian lưu bão trên đất liền dài hiếm có và diễn ra trên diện rộng. Mặc dù đã chủ động phương án, tuyên truyền, nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo đảng, nhà nước tới các gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương có mất mát về người và tài sản do bão số 3. Cùng với việc biểu dương Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng quân đội, công an và các lực lượng liên quan, người đứng đầu chính phủ cũng cảm ơn nhân dân, doanh nghiệp đã cơ bản chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn và hỗ trợ, giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả do bão gây ra. Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ sắp tới là cần tập trung cao độ cho việc cứu người, rà soát, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng, lo hậu sự cho những người xấu số. Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để cho các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh. Khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, kịp thời. Tiếp tục ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún. Bão số 3 Yagi tàn phá Hà Nội, 4 người thương vong, hơn 2.500 cây bật gốc đổ rạp.
Bão Yagi đã để lại dấu ấn tàn phá sâu rộng tại Hà Nội với thiệt hại nặng nề không thể tưởng tượng nổi. Theo báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, vào tối 7 tháng 9, cơn bão đã khiến một người thiệt mạng, 3 người bị thương và 2.500 cây xanh bị đổ gãy. Hơn nữa, 11 trạm bơm tại các huyện cũng bị mất điện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thoát nước của thành phố. Bão Yagi đã buộc các quận và huyện phải di dời hoàn toàn cư dân từ các khu vực nguy hiểm đến những khu vực an toàn. Trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, một cây lớn đã đổ trúng khiến anh Cáp Minh Công, sinh năm 2002, quê ở Hưng Yên, thiệt mạng. Ba người khác ở quận Ba Đình cũng được đưa đi cấp cứu. Thiệt hại tài sản bao gồm 6 xe máy và 13 xe ô tô bị hư hỏng do bão. Mặc dù các khu vực ngoại thành không bị ngập sâu, mưa lớn đã làm ngập 47 hecta lúa và 26,5 hecta rau màu, 6.144,5 hecta lúa và 15,93 hecta rau màu bị đổ, 2,2 hecta cây ăn quả cũng bị thiệt hại. Hàng ngàn cây xanh bị đổ ngã và nhiều hộ dân phải đối mặt với tình trạng tốc mái nhà do gió mạnh. Đặc biệt, 17 trạm bơm tại các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức, Chương Mỹ và Đan Phượng đã mất điện và hiện đang được khắc phục. Mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn thành phố đã vượt ngưỡng an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tràn lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và thiên tai, tổ chức trực ban nghiêm túc và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng thời, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội được đề nghị tập trung khắc phục sự cố để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân, đặc biệt là các trạm bơm, tiêu thoát nước. Dù được dự báo bão số 3 mạnh nhưng người dân không thể tin bão lớn đến thế. Ngày 8 tháng 9, thành phố Hạ Long bắt đầu tỉnh dậy sau cơn bão số 3 và không khí khắp nơi đều ngập tràn cảm giác hoang mang. Người dân nhanh chóng ra ngoài dọn dẹp những đống đổ nát từ nhà cửa, cây cối đến hàng quán, trong khi cảnh tượng xung quanh vô cùng hỗn độn. Dọc tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, khung cảnh thực sự chấn động với những cây cối gãy đổ, biển quảng cáo vỡ vụn, mái tôn và mảnh kính vương vãi khắp nơi. Bà Vân, một cư dân lâu năm ở phường Hồng Hà cho biết, dù sống hơn 50 năm ở Hạ Long, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến cơn bão dữ dội như vậy. Mái tôn của nhà bà bị gió cuốn bay tới khoảng 700 mét ra sát bờ biển. Gió bão thổi vù vù suốt từ sáng đến tối, tôi chỉ có thể đứng trong nhà nhìn ra ngoài và chứng kiến bầu trời bay tứ tung. Sáng nay khi mưa bão giảm, tôi phải tìm mãi mới thấy mái tôn vì nó đã bị cuốn đi quá xa, bà Vân chia sẻ. Chị Hà, người kinh doanh gần đường Trần Quốc Nghiễn cũng không thể tin vào mắt mình khi gió bão cuốn trôi hết đồ đạc và mái tôn của nhà mình. Dự báo có bão to nhưng tôi không nghĩ cơn bão lại mạnh mẽ đến thế. Gió giật ầm ầm suốt cả ngày, mái tôn rung rinh và như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ. Đây là cơn bão mạnh nhất tôi từng chứng kiến, chị Hà nói. Tại Hà Nội, tình hình không kém phần nghiêm trọng. Một phần trần của một chung cư ở phố Minh Tảo đã sập xuống với các mảng sắt treo lủng lẳng phía trên. Trước chung cư GMS 1 ở Hoài Đức, các cây xanh đổ ngổn ngang. Lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm với cần cẩu để xử lý các cây gãy đổ và giải phóng các tuyến đường bị chắn. Tại nhiều khu vực như phố Xuân La, Tây Hồ, cây đổ chắn ngang đường và cột đèn bị gãy đổ trên đường Lê Trọng Tấn. Nhà chờ xe buýt trên đường Tố Hữu, Hà Đông đã sập đổ, trong khi lực lượng chức năng và sinh viên Học viện Quân y đang tích cực hỗ trợ dọn dẹp và giải tỏa các hành lang đường phố. Một số gian hàng bánh trung thu ở phố Tố Hữu, Quang Trung và Nguyễn Khuyến đã bị đổ sập do cây cối gãy đổ. Cảnh tượng thảm họa không chỉ dừng lại ở Hà Nội. Tại Thái Bình và Hải Phòng, nhiều cây lớn bị gió bão cuốn gãy, mái nhà bị cuốn bay và hàng trăm chòi canh nuôi ngao tại bãi Đồng Châu, Tiền Hải, Thái Bình bị gió cuốn bay. Khung cảnh tại khu vực đê biển Tiền Hải thật sự tan hoang với nhiều nhà hàng và lán trại tại bãi biển này bị sập hoàn toàn. Hậu quả của cơn bão số 3 là một cảnh tượng chưa từng thấy với quy mô tàn phá và sự khó tin trong sức mạnh của thiên nhiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!